Chào các bạn đến với kênh Rồi Về Đó Official. Rồi bây giờ là diễn biến set 2 nha các bạn. Set 2 đôi công giữa Tấn Tấn sân Chợ Điều. Đôi công với Nguyệt Anh. Nguyệt Anh là tay đập trẻ mới lên. Rồi 1-0. Trên trắng 1 đều. Có liền. Chạy luôn nữa. 1 đều. Quá khéo cho người anh. 2-1. Má anh đụng tay vô gì vậy? Lồn đủ má, người chụp lại đó giờ đường một đường một nó nhập đi lại. Tỷ số 2-1. Đúng không? Đi nữa mày. Phát khó chịu, gãy tiền bom mày. Quá tối rồi người anh ơi. Tỷ số mấy ta? 3-1, 4-1. Quá tốt cho Tấn Tấn rồi. Tỷ số 2-3. Phát tốt quá, phát bung bên kia. Phát bung nhân libero bên kia rồi, 3 đều. Tấn Tấn phát khó chịu quá. 3 đều. Trời ơi, giờ giúp anh qua Mũ Vinh nè. Tỷ số 4 đều. Trời ơi, nó quýnh cho anh nữa kìa. 5-4. Nắm đều. À, để chỉnh góc cam cho nó đẹp đẹp chứ. Sáu năm ganh kia mở máy rồi. Đập xuống lấy đó đâu lên lấy nhỏ được trái không? Nhỏ cái đồ nó mình lấy nhỏ. Đi nó không có cái đâu thùng đi mà. Sáu năm tỷ số 6-5. Trời ơi, quýnh con mét rồi. 6 đều. Nói chung đang dằn co. Dằn co mà kiểu này chắc tới cuối Tấn Tấn phát tỉa 1-2 trái chắc chết à. Sáu đều.
quá, tướng tướng trắng quá khéo rồi, người anh quẹt tay ra ngoài không được. 76. 48 con nữa không? 76. Trời, cái bánh mắng cái mà hụt ra ngoài luôn. Còn không khỏe nữa, mua 4 khu mực vô chiên ăn cái đi. Để đeo. Đu Dũng lại. Đừng chửi chắc. Chắc đừng chửi chắc. Trời ơi, cái bánh nó đứng đứng quýnh trên trắng luôn mà ra ngoài. 8 đeo rồi, 8, 7 đổi sân. Không được. Nói gì nữa, con cậu để biết con cậu. Rồi trọng tài xử theo quyết định của trọng tài đi. Ngoài. Tại đất bên đây nó cao quá, anh nhìn vậy á, anh nhìn vô giữa nè thấy bằng lắm. 87. Rồi đứng đứng lên nó bữa xuống ngọt quá ngọt rồi. Yếu vậy. 8 đều. Điểm đang dần co. Quá hay ghê tướng tướng. 98. Ở đó cái bên mà điểm mà đều đều cái bên cuối tướng tướng nó canh tẻ dễ có điểm lắm, dễ chết. Thì tướng tướng học bảo cũng rất là khó chịu. 98. Bác ngoài tướng tướng, 9 đều. Kèo không biết cho bên đó không? Nói chung là cho kèo nhôm quýnh trước đi cho nó xôm. Còn không à, Dũng Lai quýnh trước cũng được. Dũng Lai ra cái Dũng Lai. Nói cũng như không luôn. Nói chuyện mùi vốn luôn Hồ Bình đây. Nói chung là kèo nhôm vô là sổ lớn nha nghe. Cột sổ trước sau 50 á. 09. Bình nó tướng gác điểm mày. Giống 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 giống. Quá tốt, trên trắng. 8 cho con đổ được. Không đeo. Còn không à, cho kèm Dũng quýnh trước đi, quýnh trước đi rồi có ớt có gì vô rồi kèm nhôm vô là ở đầu đẩy. Xả vô đúng không? Ừ. Hai bên mà có ăn có thua rồi đó, có cắn ớt rồi bắt đầu kèm nhôm là bắt đầu nhấn. Không đeo. Rồi phóng bóng gãy. Gãy tiên bom rồi. Trong người anh khác khó chịu. Nói chung là tay đập trẻ. 2-1. 1-0. 1-0. Quá phát khó chịu quá. Một đều. Bên đây gác điểm mà nói chung là dí điểm từng điểm từng điểm căng quá. Đợt nào mới vô đây. Kè xe ở trong đi. Bấy xe ngoài giờ ở trong luôn ơi. Thấy không? Điểm đều đều cái là tướng tướng phát tiễn cái là chết liền. 2-1. Phát cho bành thấy. Phát khó chịu ghê rồi. Chị Bình tướng tướng phát chết là 2-3 trái. Nói 3-3 mà hai người đứng dưới sân rộng lắm. Còn chơi với anh đó không trắng. 2 đều. Ngã hết rồi.
hết đây nè. Rồi canh Pháp nhảy lại bên kia để thủ là ăn điểm lại. Không đeo á? Hai đeo. Này còn 5 gói nha. Trời ơi, vậy mà ăn luôn qua chuyện hai quy bên kia chuyện quá tốt rồi. Vậy mà bỏ lỗ ăn luôn quá uổng rồi bên đây. Thôi chứ anh quá tiếc. Ba hai. Quá ổn chứ anh, 3-2 cho dành cho Tấn Đức, nói chung may mắn nữa. Nói chuyện với anh nó chết rồi, chuyện hơi thấp quá. Ba đeo gặp trắng tướng tướng trắng cào nữa chứ. Ba đeo tỷ số, ba đeo. Rồi rồi giờ cháu anh nói xém rụng. Quá tốt cho Tướng Tướng rồi, bàn tay quá tốt, 4-3. Bữa em mới nói anh đăng ký xong rồi giờ. Rồi cho anh xem. Phát lỗ tốt quá. Trời ơi, cho anh nó lên banh mà cao cao người gan nó quýnh không có đường thở. 4 đều. Chỉ là nói chung là chệt trò cái chỗ 1 cái tướng phát quá tốt rồi. Bốn đều. Còn hai điểm mà nói chung khá là căng thẳng. Đúng. 5-4. Chứ mà nó không có trắng thì Tấn Tấn tự tin, Tấn Tấn xào trẻ. Năm bốn. Cái bánh cuối còn em biết làm sao nè. Dám phát chết luôn. Ngoài. Năm đeo, gây cấn rồi nha. Năm đều. Nói chung là bên đây phát bóng bay cũng hơi nhẹ nhàng xíu. Căng thẳng cho mình cuối nha. Năm đều cho anh cuối cùng. Quá tốt cho tiền bơm rồi. Trời ơi, Tấn Tấn nó giọng nghe cho anh nè. Rồi kết thúc set 2 là Tấn Tấn làm 2 xe luôn nha các bạn, ăn 2 xe trắng luôn nha. Rồi, cảm ơn các bạn xem hết video này. Chào các bạn.